đây là đồ hoàn dự và buổi trưa, và ngày hôm nay là ngày thứ sáu rồi, ngày 22 tháng 12, 2 ngày nữa thì sẽ đến Giáng sinh rồi. Thời tiết bây giờ là 3 giờ chiều và trời nhìn có vẻ như là rất âm u. Mưa thì không mưa đâu, mấy hôm dài cũng không biết sao, nhưng mà cứ chiều chiều vậy á, trời âm u. Như là sắp mưa rồi, nhưng mà 4-5 ngày rồi trời đâu có mưa đâu. Mình nghĩ là cũng hết mùa mưa, mưa cũng không nổi nữa. Rẽ sang phải thì sẽ đi ra được chợ Sông Chứa. Đây là chợ Sông Chứa đây, buổi chiều 3 giờ chiều đường ra ngoài chợ ông rất là vắng, thấy người đã không ngọt, không thấy người vui rồi. Buổi chiều thì chủ yếu còn lại nhiều sạp bán trái cây dọc theo cái đoạn đường này thôi. Ở khúc trên đó người ta vẫn còn bán thịt, chủ yếu là thịt gà, thịt heo với lại chân gà rất là bự luôn đó, sạp mà mở đèn sáng trưng luôn, không mà không biết chân gà bao nhiêu ký đó, bán chân gà bự ghê, chân gà bự chân thật, giá cũng nhiều nữa, giá nhiều ghê. Chỗ này thì toàn có cá ếch ếch thờ đó, có tôm cua này kia cũng có nữa, nhưng mà chỉ có là 2 người bán mới loại đó thôi. Cái chung chợ Việt Nam nó bán đồ rất là nhiều, nhưng mà chủ yếu là họ bán vào buổi sáng á. Buổi sáng tới khoảng 10 giờ 11 giờ là bắt đầu bán rồi. Còn chiều thì hầu như là cũng không có bán quá nhiều đồ. Đây là đoạn đường Nguyễn Tất Thành chạy hoài luôn á, thì sẽ đến cầu Tân Thuận. Và này tới kẹt xe cũng lắc luôn. Rồi xanh dính luôn chiếc xe đó này luôn. Và hấp dẫn quá tuyệt luôn. Anh thì số thứ hai là dính đường đỏ nữa rồi. Anh hiểu ra cái đoạn đường này á, lúc nào cũng kẹt xe á, cái chiều từ Hiếu từ quận Tây đi về quận 7 á cũng có kẹt xe, nhưng mà đỏ hơn so với cái chiều ngược lại. Còn cái chiều ngược lại phía bên kia đường kẹt xe cứ nhắc đi, xe 4 bánh thì xe 2 bánh thì xe ô tô, xe máy gì nói đi vậy. Rồi một đống. Đây là 298 300 Nguyễn Tất Thành, trường đại học Nguyễn Tất Thành. Hồi xưa thì có vô trong trường đó một lần rồi, đi vệ sinh ở trong trường đó, vệ sinh nhà vệ sinh mà lắp luôn máy lạnh luôn, thấy trường chịu chơi. Nhà vệ sinh mà lắp máy lạnh, buổi trưa như vậy nè thì trời âm u, nhưng mà gió lại nhiều,
đó giờ gió vừa luôn á, gió thổi hào hào. Đây là phòng Tân Thuận đây, từ cầu Tân Thuận rồi mình có thể đi ra được phòng Tân Phát quận 7. Wow, nước sông ngày hôm nay cũng lớn rồi nhưng mà nó chưa có ngập lên. Nếu mà ngập lên thì chừng cũng sợ nó cứ bên dưới tàu á sẽ ngập luôn, nhưng mà chỉ là hôm nay chỉ là nước lớn thôi, chứ còn ngập thì không ngập. Ba giờ một phút rồi, còn hai nút xanh vẫn có thể chạy qua được thành phố khó rồi vào về quận tư vẫn còn dư xanh. Không sao không sao, chống thấm sợi cho tôi thành một e chống thấm thành một e cô ba 20 năm thành chết máy hoặc là bị hết xăng gì đó. Nhưng mà mấy chiếc xe số thì nó còn có tuần đạp, nếu mà hết bình thì mình cũng có thể mình đạp được để mình chạy. Còn xe tay mà đang chạy mà hết bình giữa đường coi như là bó tay luôn, không có chạy, không có thể nào mà chạy được.
nhiều đó là bụi cũng nhiều đó, gió nó thổi hơi bụi á, cái bụi bị gió nó thổi. Có khi nào nó quay đầu được, có hồn xe mà kia nó cứ chạy xuống chạy xuống chạy xuống, đứng chờ cũng rất là lâu luôn. Ra là giờ này á, xe cái mật độ xe nó rất là nhiều, mà đôi khi nó có không có nhiều cho mình đó, nó không có nhiều cho mình đâu, hay là chạy nó đi đó, nó cũng không có nhiều cho mình nữa. Mà những cái xe bự á, nếu như mà đang ra rất là nguy hiểm luôn, cực kỳ nguy hiểm luôn. Hay là thôi cứ thân thả, cứ thân dân chờ cho nó chạy đi. Mà thấy xa xa á, tại vì nguyên một đoàn xe nó nói đi nhau, nó chạy dài như vậy. Ồ, tới cái phút này thì mình chạy được rồi đó, mình sẽ chủ động mình chạy ra một chút xíu, sau đó mình sẽ vòng ngược lại. Lỡ rồi.